Chào mừng tất cả anh chị đến với Đầu tư tiền tử và em là Cương Trần. Thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị về farming, về lợi nhuận và rủi ro khi mà mình đi farm trên những cái sàn phi tập trung này, mình cung cấp thanh khoản cho nó thì cái tỷ lợi nhuận và rủi ro nó như thế nào. Thì sau đây em mời anh chị cùng em đi vào tìm hiểu chi tiết. Và cũng như thường lệ, nếu anh chị nhận được giá trị ở video này thì nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh. Hiện tại, anh chị nào mình chưa tham gia vào nhóm Telegram, mình có thể nhấn vào đường link bên dưới để mình tham gia nhận tín hiệu hỗ trợ. Nếu anh chị là người mới, mình chưa đăng ký sàn Binance và sàn Huobi quốc tế thì có thể nhấn vào đường link bên dưới để đăng ký. Rồi, sau đây em sẽ đi vào cái chủ đề ngày hôm nay, đó là lợi nhuận rủi ro khi mà mình tham gia cung cấp hành khoản trên những cái sàn phi tập trung. Rồi thì trước mặt anh chị có thể thấy đây là sàn PancakeSwap, một trong những sàn nổi tiếng nhất hiện nay. Trên Binance Smart Chain thì nó là số 1, nhưng mà có những cái sàn cạnh tranh trên những nền tảng khác giống như là Uniswap trên Ethereum hay là sàn MDS trên Heco Chain. Rồi và những rất là nhiều những cái sàn khác trên những cái nền tảng giống nhau. Thì hiện tại bây giờ quá nó là số 1 trên Binance Smart Chain. Thì giá quá bây giờ cái đồng khác bây giờ cũng là 35,5 đô. Rồi sau đây là em sẽ đi vào phân tích cho anh chị là những cái cơ hội và cái rủi ro khi mà mình đi cung cấp thanh khoản trên những cái sàn này thì ở video trước em có làm về hướng dẫn anh chị cách farm rồi cách mua bán trên sàn phi tập trung rồi thì sau đây em sẽ không có dài dòng nữa và em sẽ đi vào chi tiết là những cái ưu nhược điểm khi mà anh chị tham gia mình cung cấp thanh khoản trên những sàn này mình sẽ được gì thì khi mà mình cung cấp thanh khoản á thì mình gọi là liquidity là mình sẽ chọn hai cái cặp tiền để mình cung cấp thanh khoản thì mình muốn biết là mình cái lợi nhuận mà mình cung cấp thanh khoản của cặp tiền đó bao nhiêu thì mình có thể là nhấn vào farm thì đây là em hướng dẫn anh chị trên page ban và những cái sàn khác nó cũng tương tự như vậy thôi thì anh chị có thể là áp dụng vô những cái sàn tương tự rồi thì đây anh chị có thể thấy trước mặt màn hình anh chị thấy là với 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 cái đồng cash và đồng bnb thì lợi nhuận một năm của nó là gần 70 và tổng lượng tiền đang khóa thanh khoản ở đây á liquidity á là 1,5 tỷ đô đó thì anh chị cung cấp thanh khoản cho nó thì một năm thì anh chị sẽ được là 69,56 là cái nó trả phần thưởng cho anh chị bằng đồng cách thì rất là nhiều các đầu anh chị có thể thấy giống như là win với đồng BNB thì là 1.000% một năm rồi đồng TRX trên BNB thì 600 62 phần trăm, 669%. Rồi BTT trên BNB thì là 678 rất là nhiều anh chị. Anh chị có thể lên đây để mình tham khảo với những cái cặp tiền nào á thì mình cần thì mình có thể là mình farm. Thì ở đây em có đang farm cái đồng HZN trên BNB và mỗi ngày em được khoảng là gần 20 đô. Và cái lượng tiền khóa trong đây cũng là 10 triệu đô Lợi nhuận một năm là được 249% Đó Thì anh chị có thể thấy Hiện tại em đang farm Ở đây Rồi anh chị Em sẽ phân tích cho anh chị cái lợi nhuận và cái rủi ro Cái lợi nhuận là khi mà anh chị em sẽ phân tích về cái lợi nhuận trước nha Thì đây Là những cái điều anh chị cần biết nè Rồi lợi nhuận rồi lợi nhuận là một năm một một năm là lợi lợi nhuận hàng năm cao thì anh chị sẽ thắc mắc là tại vì sao nó lấy tiền đâu để nó trả lợi nhuận cho anh chị đúng không ạ thì em sẽ giải thích luôn là khi mà có người á người ta mua bán bnb trên cái đồng cát này thì một bên á người ta cần mua đồng cát và một bên người ta là là một bên bán một bên mua thì nó niêm yết trên cặp bnb thì đối với cái sàn tập trung á là có phải hàng sàn nó đứng ra làm trung gian và nó thu cái phí giao dịch của anh chị đúng không ạ thì ở đây là cái sàn phi tập trung thì sẽ có người cung cấp thanh khoản thì anh chị vô đây cung cấp thanh khoản thì anh chị sẽ phải mua một là đồng khác và hai là bnb anh bỏ anh chị bỏ vô cái buôn á rồi sau đó là sẽ có người mua người bán thì anh nó sẽ chích từ chính cái số tiền mà anh chị bỏ vào cái buôn đó nó nó thu cái phí giao dịch và nó sẽ trả cái lợi nhuận lại cho anh chị nó đơn giản thôi anh chị nó rất là dễ hiểu là anh chị thay là đơn giản là anh chị nghĩ là mình là một cái sàn giao dịch đi mình đứng ra làm trung gian giữa bên mua và bên bán thì mình ở giữa mình sẽ lấy được cái phí giao dịch đó đơn giản thôi rồi thì cái lợi nhuận là anh chị sẽ được cái phí giao dịch một năm nó sẽ trả cho anh chị là 69,71% phần trăm đối với cái đồng này và những cái đồng khác nó cao hơn thì cái đồng nào lợi nhuận càng cao thì cái lợi rủi ro nó càng cao đó xíu nữa rủi ro em sẽ phân tích nhưng mà bây giờ em đang phân tích là về lợi nhuận rồi cái lợi nhuận thì nếu cái đồng khác bây giờ là 35 đô đúng không ạ lợi nhuận thì ví dụ đây đồng khác 35 đô đồng khác 35 đô thì cái lợi nhuận á ví dụ như là đồng khác này nó lên nó tăng lên nha 100 đô và BNB BNB bây giờ là 602 mấy à đây 627 đô 627 đô và nếu nó lên 1.000 đô 1.000 đô nha Thì anh chị sẽ được cái gì ạ à? Anh chị sẽ được lãi kép khi mà anh chị Rút khỏi cái buôn này ra Đó Là suy ra là mình sẽ được lãi kép Lãi kép Thì đây là đây là lợi nhuận nha Còn rủi ro xíu nữa em Em sẽ phân tích Thì lợi nhuận như vậy Thì cái kia thì xíu nữa, nữa là em sẽ phân tích tiếp Rồi những anh chị có những anh chị mua cái đồng khác 0.2 anh chị 0.2 đô thôi và đem đi farm với BNB lúc đó BNB nó rất là rẻ thôi BNB lúc đó khoảng hơn hơn 100 đô chưa tới 100 đô lúc đó BNB mới 50 đô thôi và nếu mà anh chị nào đi farm lúc đó thứ nhất là lãi suất rất là cao và giữ tới thời điểm này mà anh chị không gỡ cái buôn ra thì anh chị bây giờ trở thành triệu phú rồi thậm chí là kiếm được rất là nhiều tiền đa triệu phú luôn có những người kia là đa triệu phú luôn đó khi mà đi farm á lợi nhuận là như vậy, đó. Rồi tiếp theo là sẽ là rủi ro. Lợi nhuận thì phải phải tương đồng với rủi ro đúng không anh chị? Đó. Thì cũng tương tự như là lợi nhuận thôi thì là nó ngược lại. Là khi mà những cái anh chị mà mới á, thường anh chị rất là ham những cái đồng lãi suất cao nha. Đây, giống như cái đồng Tron nè. Cái AB cái AB cái ABL của nó cũng nói chung là tầm này cũng không phải là cao không cao anh chị giống đồng win cũng vậy nhưng mà cái rủi ro là cái đồng win đi bây giờ giá nó win bây giờ giá của nó là 0.001 đúng không ạ à? vì nếu mà nó lỡ xui đi nó rớt về 0.0003 đi thì anh chị chia bao nhiêu lần tài khoản thì anh chị chị tự cân nhắc nha đó cái rủi ro đi farm là đồng coi nó rớt giá rủi ro là coi rớt giá thì nếu mà bnb bây giờ rớt về khoảng 200 đô đi thì chắc chắn là lỗ kép rồi anh chị lãi kép thì đương nhiên là nó sẽ lỗ kép đó coi rớt giá rồi cái rủi ro tiếp theo là sàn bị hắt đó chính vì cái lý do này nó rất là đạo cũng 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 là một cái cách mà mình phải lựa chọn á để mình đầu tư anh chị hiểu không ạ là sàn bị hắt đó thì chỉ cần hai này thôi là mình đã coi như tài sản của mình nó đi rồi nhưng mà đối với mình lựa chọn những cái sàn uy tín á thì cái tỷ lệ rủi ro của mình rất là thấp tại vì bây giờ cái trend về đi farm nó không phải là mới bắt đầu mà nó đã lâu rồi nhưng mà có rất nhiều anh chị mình vẫn chưa biết về farm nên em sẽ em phải làm cái video này để hướng dẫn anh chị để nói cho anh chị biết về lợi nhuận và rủi ro đó anh chị ạ. À. Thì đây là những cái kiến thức trên cái sự trải nghiệm của bản thân. Có thể vài điều mà em chưa biết hết về farming thì anh chị nào là người cũ mình xem thì mình có thể là góp ý. Đó. Rồi tiếp theo nữa nó có một cái gọi là impermanent loss đó là tổn thất vô thường hay là tổn thất vĩnh viễn á thì anh chị đi farm anh chị cần phải hiểu cái điều này nè là tổn thất vĩnh viễn là khoản lỗ do sự biến động của giá thị trường bên ngoài khi nhà cung cấp thanh khoản cung cấp tính thanh khoản cho nhóm vốn theo nhóm vốn theo môi trường hoạt động của nhà tạo lập thị trường đó tại vì khi mà mình tham gia vào cái sàn phi tập trung á nó gọi có một cái gọi là auto auto maker automatic maker đó là cung cấp thanh khoản là tự động đó rồi sự mất mát vô thường chỉ tồn tại theo thuật toán là amm automatic maker và nó có thể là biến mất sau khi giá tài sản phục hồi đó nếu mà giá tài sản tăng á thì anh chị sẽ không bị chịu cái khoản lỗ đó đâu nhưng mà giá nó giảm anh chị sẽ bị khoản lỗ tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp sự mất mát vô thường thực sự là vĩnh cửu vì giá tài sản không thể phục hồi lại vị trí ban đầu vì vậy nó còn được gọi là tổn thất vi sai nói một cách đơn giản là sự mất mát vô thường là do sự chênh lệch giá giữa cùng một tài sản trên một nền tảng trên các nền tảng khác nhau sau khi cung cấp tính thanh khoản cho nhóm vốn nhà cung cấp thanh khoản nhận được một phần cổ phiếu trong nhóm vốn đó gọi là phí giao dịch đó chị đó thì anh chị hiểu đơn giản là vậy thì anh chị hiểu rõ giùm em về khi mà mình cung cấp thanh khoản nha đây em cũng có là cung cấp anh khoản nhưng mà thực sự là em cảm thấy là trong khoản rủi ro mình chấp nhận được nếu mà mình á chọn đúng cái đồng coi nó giống như là đồng khác đi mà anh chị mua từ lúc 0.2 mà tới thời điểm á mà nó lên tới 41 đô á thì anh chị nhân bao nhiêu lần tài khoản thì anh chị có thể là tự tính thì đương nhiên là lợi nhuận sẽ kèm với rủi ro thì anh chị tự cân nhắc khi mình đưa ra cái quyết định đầu tư của mình thì đối với bản thân em thì em cũng đã trải nghiệm có những có những dự án em chia mười tài khoản luôn anh chị tới thời điểm này vẫn chưa về bờ đó là những cái trải nghiệm đi farm của em thì em cũng đưa ra những cái lời khuyên cho anh chị là mình khi mà mình đi farm trên nền tảng nào mình phải cân nhắc trước khi mình đưa ra quyết định đầu tư rồi video của em tới đây là hết nếu anh chị nhận được giá trị ở video này nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh xin chào và tạm biệt anh chị hẹn gặp anh chị ở những video lần sau